Đó, bữa nay là con này là mới nhất trong ngày hôm nay. Đó, siêu mới. Ga bóp xịn. Được cái là con này được cái ổ cước Nhật. Lên ga, giật cái. Nè, con này mới nè cô chú. Siêu mới luôn. Bật e lên. Quên, nhớ là bật e lên nghe cô chú. Đó, có cái ổ cước vô nó có tải, cái nó chạy nghe tiếng khác nè. Rồi, máy cắt cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ máy cắt cỏ Minh Kiệt rất là nhiều. À, cảm ơn cô chú đã dành tình cảm tới em ha cô chú. Đã ủng hộ em clip nào là em lên thì cô chú cũng ủng hộ hết trơn hết trơn cô chú ơi. Thì bên em là chuyên bán máy Nhật Bản nghe cô chú. Đây, em về lúc nào cũng đầy máy Nhật trong nhà nghe cô chú. Đó, cô chú nào mà tin tưởng em thì cứ alo Kiệt ơi lựa máy cho chú là em sẽ quay máy em lựa. Tại vì bên em là hình thức bán máy bên em là em bao ship tận nhà nè, không nhận cọc trước nữa nè, nên là em không dám gửi cái máy cũ đâu, tại vì cô chú kêu em lựa con máy là em sẽ lựa máy đẹp cho cô chú, chứ tới nơi mà lựa máy cũ mềm mà hư hết trơn rồi đâu có nhận đâu, em lỗ tiền vận chuyển, tiền chi phí đủ thứ ha, nên em không bao giờ dám lựa con máy xấu cho cô chú, lựa máy chất máy thật là ok cô chú mới nhận hàng ha, cô chú an tâm điều đó. Bên em là bao ship tới nhà nè, tới nơi thì cô chú được quyền khui thùng ra kêu shipper ngồi đó đổ xăng vô giật đàng hoàng chạy ngon lành hết rồi mới nhận hàng hay cô chú, không nhận cọc ngàn nào cô chú không mất ngàn nào hết ha. Thì bên em là vận chuyển tới nơi cho cô chú nè, đóng hàng an toàn hết trơn cô chú mới đảm bảo hàng cho cô chú mới nhận nha. Rồi thì bên em có tặng những sản phẩm này nè cô chú, đây đó. Đây, những món quà tặng của em nè cô chú. Đây là một cái chắn cỏ nè. À, bữa nay là khuyến mãi thêm ha, gần Tết rồi khuyến mãi thêm cho cô chú nè. Nè, một cái chắn cỏ nè, một sợi dây đeo nè, dây đeo là dây dài đàng hoàng ha. Đó, móc bằng inox đàng hoàng ha. Đó là hai cái nè. Một cái thứ ba là một cây lục giác nè, một cây thứ tư là một cây tiếp mở bugi. Cây này nó sẽ có ba chức năng ha cô chú. Tức chức năng này là mở lưỡi nè. Mình lắp ráp bằng cái lưỡi bằng cái đầu này nè. Đầu 13 nè. Đầu 19 này là mở bugi. Còn đầu này là mình mở ốc tua vít ha. Đó, bốn món này lúc nào cũng có nè. Thì bữa nay em là em sẽ tặng cho cô chú hai cái lưỡi. Ví dụ nè, đây là ổ dây cước nè. Thường thường mấy chú lớn tuổi với cô nữ rất là thích cắt bằng dây, rất an toàn và hiệu quả. Nè, bữa nay tặng thêm cái nè. Tặng thêm một lưỡi nữa. Đây là lưỡi tròn Nhật Bản hay cô chú, nó xét vậy đó, cô chú cắt xuống cỏ một chút là nó sáng lên. Đây là một cái lưỡi dài nữa. Đó, thì ba lưỡi này cô chú được quyền lấy hai cái trong ba lưỡi. Ví dụ như lấy hai cái này bỏ lại ổ cước, lấy hai cái này bỏ lại lưỡi dài, còn cô chú lấy thêm hết ba lưỡi thêm cho em 50.000. Đó, em bao ship tận nhà mà còn tặng đủ đồ hết cho cô chú nè. Rồi thì bên em có bán cái gạt cỏ nè. Đó, nhân dịp Tết rồi bên em bán là khuyến mãi đủ thứ hết trơn cô chú. Đó, bán cái này 90.000 cho cô chú cắt cỏ cho trâu cho bò cho dê ăn nè, rồi cắt lúa được luôn 90.000. Rồi bên em có bán chai nhớt hai thì nè cô chú, dầu nhớt Mekong Lút hai thì đạt chuẩn Hoa Kỳ ha. Đó, dầu nhớt pha xăng Mekong Lút có cái cống lường đàng hoàng, chai này em bán 100.000. Đó, rồi tổng combo này cô chú mua hết luôn đi cô chú. Rồi vô bán máy cô chú ơi. Thì hôm qua em lên lô U, thì bữa nay bắt đầu em lên lô Ư ha. Hôm qua là U rồi bữa nay Ư ha cô chú. Rồi con máy đầu tiên đến từ thương hiệu Robin. Đó, Robin BF2001 nè cô chú. Này chữ Robin nè, chữ đỏ nó hay dễ bị mờ lắm. Như chiếc xe mà quay mình đồ vậy đó, màu đỏ nó dễ bị phai màu lắm. Đó, nhưng mà chất máy là ok ha. Bình xăng Wambergo siêu tiết kiệm xăng. Đó, bô nè, lốc nè. À, thấy rõ không hiểu? Thấy nè. Đó. Đó, le đỏ tự động luôn ha. Này là tay lái ngắn nè cô chú. Đó. Rồi. Đầu bò chắn kẹp thì mình là đầu bò chống quấn cỏ ha. Này cũng dây. Dây bên Nhật về cũng dính đây nè. Đó. Chống quấn cỏ, chắn cỏ ghim nè, cần ghim. Cái này là em gắn thêm cho cô chú nè. Đúng của nó là gì nè, cắt trong rừng trái cây nè. Mấy chú lớn tuổi với mấy cô nữ cắt này nè, mua về cắt mình chuẩn bị là
25 này là từng chuẩn bị đi tảo mộ, là mua về là chuẩn bị dành đi tảo mộ, siêu rẻ nè cô chú. Rồi thì khi mà cô chú nhận hàng khui thùng ra thì xăng bên em đã đổ ra hết, cô chú về đổ vô, đổ xăng vô ha, xăng pha nhớt đổ vô thì mình bơm xăng lên đó, bơm xăng lên, bật e lên đó, cô chú nhớ đừng lên ga ha, bật e lên nè, giật một cái đó, lên ga đó, riêu Robin này nó chạy là siêu bốc luôn nha cô chú. Cực kỳ im. Rồi công tắc nằm bên đây. Đó. Rồi thì con máy đầu tiên lúc nào em cũng siêu giảm giá cho cô chú. Cô chú mua con này về đi tảo mộ đi, siêu bền luôn đó. Thì cái cô chú nào không quan trọng cái hình thức bề ngoài, cái vỏ nó xấu xấu vậy nè, đồ Nhật thấy nó xét xét vậy đó, cô chú xài biết khi nào mới hư được đó. Ư một giao lưu giảm giá cho cô chú 1 triệu, bao ship tới nhà tặng 6 món đủ đồ luôn. Tới nơi cô chú được quyền khui hàng, khui mà tới nơi cho kiểm tra hàng nè, nói thợ lại kiểm tra mà nói máy gã rồi ha, là máy là làm gì trong máy rồi, hoặc là máy Trung Quốc hay máy gì đó, em tặng cho cô chú luôn, khỏi lấy đồng nào hết đó, em bao gì luôn đó. Rồi kế tiếp là con U2. U2 là đến từ thương hiệu Robin nè. Nó dính cái gì đây? Robin NB2002 nè cô chú. Made in Japan, chính hãng của Nhật đàng hoàng ha. Đây, quay cho cô chú xem gõ nè, bô sáng cực ha. Đó, thấy gõ cái bô không hiểu? Thấy nè. Đó, Robin nè. Đó. Quay chi tiết cho cô chú xem nè. Máy còn đẹp cực kỳ ha, Robin nè. Đây, tay lái nè. Đó. Máy chính hãng của Nhật đàng hoàng nha cô chú. Đây, Robin này. Robin thì chắc cô chú nào chắc cũng quen với thương hiệu Robin nè. Nên nói về chắc mấy chú lớn tuổi là biết hết nè. 2002, nồng 31 ly. Đó. Đồ bò trắng kẹp chống quấn cỏ nè, trắng cỏ gin nè. Đó, tay lái gin ha. Nè, tay lái gin nó gì nè. Đó, có tay này là em gắn thêm cho cô chú nè. Cái nào gin thì báo gin, nào là gắn thêm nó gắn thêm ha. Đó, này gắn thêm nè. Gin nè, có 3 kg à, hơn 3 kg cô chú. Siêu nhẹ. Ha. Rồi, 1 lít xăng thì lần vô 4 nắp nhớ khai thì đổ vô. Đè xuống bóp vú nó. À, bóp vú xăng nó lên ha, bóp chừng 5-6 cái. Xăng lên, bật e lên, lên ga. Đó, nhớ giùm em, bóp vú đóng e, lên ga giật một cái rồi hạ e xuống. Đó, nhỏ con mà nó cực kỳ êm nghe cô Trúc. Quá đẳng cấp. Rồi công tắc thì nằm ở sau lưng này nè. Đó. Mấy chú lớn tuổi sau hè mà có cỏ gần nhà đó, mua cái này nè, về cắt cỏ một cái tới công chuyện luôn. Cắt từ sáng tới chiều mà không biết mệt là sao đó. Em bao cô chú cắt từ sáng tới chiều đó. Mấy Nhật nó không có hư vậy đâu nghe cô chú. Ừ hai. Giao lưu với cô chú 1,3 triệu, bao ship tới nhà tặng đủ đồ. Đó, chính hãng máy Nhật ha, được quyền kêu thợ lại kiểm tra, nói máy Trung Quốc cho luôn, khỏi lấy tiền. Mà chắc là cô chú nhìn máy cũ là chắc ai cũng biết là máy Nhật phải rồi ha. Rồi, kế tiếp là con U3, đến từ thương hiệu Makita. Đó, siêu mới ha, nhìn nè, chế qua bờ gồ nè, siêu tiết kiệm xăng nè, le đỏ tự động nè, lốc siêu đẹp, bô siêu đẹp. Makita 21 nồng 30 ly ha. Đây. Đó, quay máy là em quay chi tiết vậy đó, tại em không nhận cọc trước nên em quay chi tiết cho cô chú xem ha. Không giấu điểm nào hết nè cô chú. Đó. Tay lái ngắn nè. Cắt trong vườn trái cây, rồi gắn thêm này nè, là đủ bộ đó, về là cô chú vậy là cắt đó. Nè, đầu bò chén kẹp nè, xịn nè ha. Trắng cỏ ghim nè. Tay lái nè, ở cần nè, xịn nè.
Rồi bóp chú, quen tay mò mò dưới này nè, cái vú nằm trên đây cô chú ơi nha, bóp vú nè. À, cái ga mình không cần lên ha, tay cái le đỏ tự động mình bấm vô nè, bấm vô một cái, bấm mạnh vô đó, bấm mạnh vô gì nghe cái cọc một cái mình giật một cái nè, giật cái lên ga là le đỏ tự động nó tự nhảy ra lên ha. Đó, mình giật một cái mình lên ga là le đỏ tự động nó nhảy ra cái là lên nè. Cô chú nghe cái tiếng Makita, cái tiếng nó chắc nè cô chú, cực kỳ êm. Nó giòn đã nè. Ui, ra tiền nghe đã dữ rồi trời. Rồi, con tắt nằm đây nè cô chú. Rồi, ư ba. Ư ba, em giao lưu với cô chú giá 1.300.000. Đó. Máy Nhật giá 1.300.000, siêu nhẹ, siêu nhỏ gọn nhẹ. 3 kg, hơn 3 kg. Rồi, kế tiếp là ư 4. Đó. Theo yêu cầu của mấy chú là lên máy nhỏ gọn nhẹ nè. Đó, mấy con hôm trước là hôm nay mấy bữa nay làm về mấy con này là siêu đẹp không à. Nè, cô chú coi ốc nó nè. Thấy gọn không hiểu? Thấy nè. Thấy con ốc nó không? Thấy. À, 7 màu. Như mà trong ốc nó cũng như mà trong thùng đem ra với cô chú hàng bãi mà nó đẹp cỡ đó đó. Nè bô nè. Nè à, ốc nè. Đó, siêu đẹp. Đó, bình xăng Wamago siêu tiết kiệm xăng nha. Nè. Thấy rõ không? Không quay máy làm quay chi tiết vậy đó ha. Nè, cần nè, tay lái nè. Gin nguyên con, xịn sò. Đây, đầu bò trắng kẹp đây. Trắng cỏ gin. Thằng xịn không ha. Con này gin 100%. Rồi bóp vú, đóng e, lên ga. Mình có 3 thao tác giờ ha, bóp vú, đóng e, lên ga. Cứ vậy là làm hoài tới đi. Cô chú nhớ giùm em, khi mà em gửi đi á là xăng nó đã tụt xuống hết. Về cô chú phải giật vài cái. Còn này em mới giật nên mình chỉ bóp vú cái nè. Đóng e mình giật cái là mình hạ e là chạy thôi. Đó, đó chạy cái e gì rồi. Bật e lên nè, giật cái nữa là chạy luôn. Thương hiệu mai khu chân ma chạy đã rồi trời. Quá đẳng cấp. Con này chỉnh canty còn hơi lớn nè, để em chỉnh nhỏ lại cho cô chú xem. Để em lấy cây vít. Nè, lấy cái đồ mở buggy này luôn nè, chỉnh luôn nè. Không biết chỉnh được hay không đây. Cái này nó hơi dày quá cô chú ơi, hơi dày quá. Mình chỉnh cái con ốc này mình chỉnh không được nè, mình đưa vô đây mình dặn nó không dính đâu chứ đấy. Đó, khi mà gửi đi rồi để em tắt máy cái đó. Khi gửi đi là thợ em sẽ chỉnh bình xăng con nè, cân bình xăng con đàng hoàng, nói chung là làm hoàn thành hết tới nơi cô chú mới nhận ha, chứ không phải là em quay gì mà gửi gì đây đâu. Máy nổ lớn gì đây là cô chú biết là không bao giờ nhận, phải guarantee đàng hoàng hết cô chú mới nhận ha. Nên bên em làm rất là kỹ, cô chú an tâm nè. Nhìn con ốc nè, này như mới cô chú ơi. Rồi ư bốn, con này em giao lưu với cô chú giá 1.600.000, quá mới. Rồi kế tiếp cũng là Magu Yang Ma 20cc nòng 30 ly. Con này thì cũng ốc 7 màu nghe cô chú. Bữa nay là máy siêu đẹp không à. Đây, con này đẹp long lanh luôn nè. Đó. Nè, ốc nè. À, thấy rõ không hiểu? Đây nè. Quả mới. Nhưng mà cái vỏ nó không mới được bằng con kia thôi. Cái vỏ nè. Nó hơi dính cái gì vàng vàng mấy đốm nè. Ốc nè.
đẹp từng con ốc mà từng milimét luôn. Tay lái ghim nè, cần ghim nè, đầu bò trắng kẹp chống quấn cỏ nè, trắng cỏ ghim nè. Mấy con này là mấy chú lớn tuổi với mấy con nữ chốt nè, hơn 3 kg nè. Đó, đó, quá mới rồi. Bóp vút đóng nghe lên ra, rồi giật một cái nè. Đó, đó, cho nó tắt một cái, rồi mình giật cái nữa, mình nhớ là mình bật cái e lên nè, mình giật cái nữa. Em nói là nghe cái tiếng là ngoài không khác tiếng máy mới nha cô chú. Cái giòn, cái hơi nó cực kỳ. Rồi công tắc nằm đây ha. Đó, bấm vô là tắt liền. Như máy trong thùng như cô chú ơi. Mấy chú chốt mấy con máy này nè. Siêu mới luôn. Siêu nhỏ gẹo nhẹ. Mấy chú với mấy cô nữ là bữa nay là vô là em theo sự yêu cầu là bữa nay em lựa là siêu rẻ với siêu mạnh. Ừ, 5. Giao lưu với cô chú giá 1.6 triệu. Rồi, kế tiếp là ư 6. Đó, bữa nay là lên máy siêu đẹp khe cô chú. Đó. Kế tiếp là cũng là thương hiệu Ma Gu Giang Ma. Bữa nay là lên được 4 con màu này là siêu đẹp. Này, cái bô nó hơi này là anh Nhật anh chạy nó hơi nám nám cái bô ha. Anh chạy sao mà cái bô hơi nám nè. Này cô chú coi ốc nè cô chú. Cũng như máy trong thùng đem ra luôn á. Này chắc anh nhờ canh chạy chừng lít 2 lít xăng gì à. Nè. Đẹp từng milimét, bình xăng qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng. Đây. Ra bóp xịn sò ha. Nè, tay lái ghim, cần ghim. Siêu đẹp. Đây. Đó, xịn sò. Trắng cỏ ghim. Rồi bóp vút đóng nghe, bóp ra giật cái bật e lên. Nghe tiếng thì con chú nó chắc nè. Con này được cái ra bóp xịn sò luôn ha. Nghe tiếng như mới. Rồi tắt ha. Công tắc nằm phía sau. Rồi ư 6. Ư 6 em giao lưu với cô chú giá 1. Đúng con này là giá nó cao nhưng mà em sẽ bán rẻ hơn nha cô chú. Tính cô chú 1.5 triệu thôi. Tại cái bô nó hơi đen. Chứ con này là còn mới hơn mấy con kia luôn. Nhưng mà cái bô thấy nó hơi đen nên em giảm cho cô chú 100.000. Được ra bóp xịn luôn nè. Đó. Đó. Cô chú cứ an tâm ha. Bên em là bán rất là đàng hoàng. Chứ có sao là bán gì mình nói gì đàng hoàng gì. Chứ để mình giấu giếm này kia nọ. Nhiều khi em quay là không thấy cái bô cho cô chú. Cũng cô chú cũng không biết. Nhưng mà lên tới nơi thì cô chú kiểm tra. Nói cái bô đang thui mà nó không quay cho tao. Đã đời tao bơm hàng rồi. Lúc đó em phải đành ngậm ngùi chịu lỗ thôi. Đó, bữa nay là con này là mới nhất trong ngày hôm nay. Đó. Quá mới. Nhưng mà có cái đặc điểm nữa một chút. Em quay cho cô chú xem. Đó, siêu mới. Cái này là bị dơ ha. Bị dơ, không sao. Có đặc điểm bên đây nè. Đó, bồ đèn. Siêu mới gì đây mà bô cũng bị hơi đen. Đó, mấy anh nhờ cánh xài sao bị hơi đen rồi. Rồi, ra bóp xịn. Đó, cần xịn. Được cái là con này được cái ổ cước Nhật. Đó, bị gọng gâu rồi.
này nó tự sổ ra anh không sao nha. Đó, ổ cước Nhật, hàng xịn sò của Nhật ha. Đầu bò trắng kẹp chống quấn cỏ xịn, trắng cỏ ghim xịn. Rồi bóp vú đóng e lên ra giật một cái nè, con này mới nè cô chú, siêu mới luôn. Bật e lên, quên nhớ là bật e lên nghe cô chú. Đó, có cái ổ cước vô nó có tải, người ta chạy nghe tiếng khác nè. Con này siêu mới, tắt máy. Cô chú nhìn nè, như máy trong thùng đem ra cô chú ơi. Bình xăng Warm Pro siêu tiết kiệm xăng, lốc dập nổi, mắt in da băng. Ừ, 7. Giao lưu với cô chú, con này là giá 1.700.000 ha. Đó, nguyên dọc nãy giờ là không có con nào hơn, không có con nào hơn 4kg ha. Mấy chú lớn tuổi với mấy cô nữ là chốt lô này từ ư 1 tới ư 7. Con nào cũng được, con nào cũng đẹp hết trơn á. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Makita. Đó, em là chuyên bán máy Nhật kia cô chú. Cô chú cứ an tâm đi, máy thương hiệu này là chắc cô chú nào cũng biết rồi. Nhật không à, 23 là nòng 32 ly ha. Ốc đây, 7 màu thấy không hiểu? Thấy gõ ốc không? Thấy rồi. Đó, bồ gõ luôn. Ừ, thấy gõ ha. Makita đây. Đó, cái này ghim nè, đầu bò trắng kẹp ghim chống quấn cỏ nha, trắng cỏ ghim. Tay lái này là tay lái ghim nè cô chú. Đó, ghim ngay đây ha. Đó, ghim ngay đây. Còn cái tay này làm gắn mới nè. Đó, cái nào ghim nó ghim, cái nào mới nó gắn mới hay cô chú. Rồi bóp vú lên ra, đóng e lên, hạ e xuống. Hai mươi ba cc nồng 32 ly. Rồi công tắc thì nằm đây, mà công tắc này chưa cô chú ơi, công tắc này ông thợ ông chưa gắn nè, còn cháy lùm lum trên nè. Đó, này ngày mai em kêu thợ gắn vô đàng hoàng. Nó ốc còn 7 màu từng con ha, từng con ốc 7 màu luôn nè. Rồi con này thì thấy nó còn đồ đạc còn chưa gắn gì hết, thôi em giảm giá cho cô chú. Đúng con này là giá nó cũng cao ha, nhưng mà ư 8. Ư 8 giao lưu với cô chú giá 1.600.000, rẻ hơn nòng 30 ly luôn. 23 nòng 32 ly. Đó, giá bằng nòng 30 ly à. Máy cũng siêu đẹp nha cô chú. Rồi kế tiếp là thương hiệu Mitsubishi, Mitsubishi TB20 nòng 30 ly. Đó, chế qua mờ gồ nè, ốc nó hơi đen ha. Quay gõ cho cô chú xem nè, con ốc nào hay là máy nào có bị sao là quay gõ cho cô chú xem. Ừ, đây số sơ ghi rõ ràng ha. Con này thì cái vỏ nó hơi cũ nha cô chú không quan trọng ngoại hình chốt. Con này giá siêu rẻ, thương hiệu Mitsubishi á. Đây, đầu bò trắng kẹp chống quấn cỏ nè. Cái này bị bể à. Đó, gà đầu ghim hết ha. Rồi bóp vú chế hai kim qua mờ gồ nghe cô chú, con này siêu bốc luôn á cô chú ha. Không quan trọng ngoại hình mua con này nè,
bật e lên ga. Mitsubishi nói chung là nòng 30 ly thôi, nó chạy có thể ngang ngửa với nòng 32 ly của mấy thương hiệu khác. Dã man đẹp. Gạt đi thôi cũng đã. À, công tắc nằm trên tay lái nè. Đó, bấm là tắt liền ha. Đó, đồ đạc là còn ghim nguyên con nha cô chú. Nhớ giùm em, máy ghim nha. Tới nơi thì cô chú kêu thợ kiểm tra đi, nói máy lô cho không. Rồi. U9. Em giao lưu với cô chú. U9. Giao lưu với cô chú giá 1.3 triệu thôi. Thường thường là giá 1.7-1.8 triệu, bữa nay 1.3 triệu. Hơi cũ giảm giá. Mitsubishi này là 1.7, 1.8, 1.9 là bình thường này cô chú, nhưng mà nó hơi cũ sẽ giảm giá cho cô chú 1.3 triệu Mitsubishi. Kế tiếp là U10. Đó, U10 là đến từ thương hiệu của là Rabbit, thương hiệu của Makita Robin này cô chú. Đây, Makita Robin, made in Japan, chính hãng của Nhật nè. Đây là chung một hãng nha cô chú. Robin Makita Rabbit này nè, chung một hãng. Đó, máy là siêu mới. Bình xăng qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng. Đó, bô đẹp, lốc đẹp. Đây, thấy rõ không hiểu? Thấy nè. Đó, máy này còn siêu đẹp nha cô chú. Ngoại hình còn quá đẹp. Tay lái ghim, ga ghim, này gắn thêm. Đây đây đây, thương hiệu nè. Ba thương hiệu lớn của hàng Nhật nè cô chú. Rabbit, Robin, Makita. Đó, cô chú nào mà có xài ba thương hiệu này rồi biết. Chất lượng cực kỳ. Chống quân cỏ xịn ha, chống cỏ ghim. Đó, cần còn siêu mới luôn. Hôm nay là máy mới mới không cô chú à. 23cc nòng 32 ly, bóp vú. Bật e lên ga. Giật cái hạ e xuống. Ủa trời, thật trời. Dã man. Nó như một chiếc accelerator mà nó khi mà nó hết ga rồi nó lặn. Cực kỳ thiệt. Dã man thiệt. Rồi, công tắc nằm đây nè. Cô chú chốt con này đi, chạy ghê gớm thiệt cô chú ơi. U10. Giao lưu với cô chú 1.8 triệu. Con này là siêu đẳng cấp. 23cc nòng 32 ly. Rồi, U11 đến từ thương hiệu Mitsubishi, thương hiệu của người Nhật sản xuất cho người Nhật xài nghe cô chú. Đây, cái tem này là người Nhật sản xuất cho người Nhật xài nè. Nè, chế qua mà gồ hai kim ha. Lốc nè, đẹp ha, bô đẹp. Mitsubishi nòng 32 ly. Đây, TB24 nè, công suất 24cc ha, nòng 32 ly. Nè, ga nó ghim nè. Ghim nó là gì ha, công tắc nó nằm đây. Đó. Cần bề ghim nè. Đầu bò trắng kẹp xịn sò của Nhật nè. Trắng cỏ ghim nè. Con này ghim chầm chầm. Rồi, bóp vút. Bật e lên miếng ga. Lên nửa nửa ga hay cô chú. Con này có trợ lực. Hạ e xuống. Cực kỳ im. Gan tay còn hơi lớn nè. Này gan tay chỉnh còn hơi lớn nè. Rồi, công tắc nằm trên tay lái. Này, khi nào mà gửi đi là thợ em sẽ làm lại nghe cô chú. Xúc bình xăng đầu, cân bình xăng đầu lại, cho gan tay nhỏ lại xíu. Đó, rồi U11. Giao lưu với cô chú giá 1.7 triệu thôi. Thường thường nói 1.8, 1.9 triệu.
tính 1,7 triệu cho cô chú thôi. Thấy ngoại hình nó cũng trung bình, nó không vip không. Rồi kế tiếp là 26cc nòng 34 ly thương hiệu Magu Yanma. 26 nòng 34. Đây, ốc còn đẹp. Nè, bình xăng Warmer Go siêu tiết kiệm xăng nè. Lốc dập nổi mắt in da băng chính hãng Nhật. Lốc đẹp, bô đẹp. Đó. Con này siêu đẹp nè. Thấy rõ không hiểu? Thấy rồi. Đó. Đẹp từng con ốc luôn nghe cô chú. Con này ghim nguyên con ha. 26 nòng 34, con này là đây. Sẵn đây là nói với cô chú luôn. Bên em là chế này là ga bóp xịn là của xe đạp nè. Đó, người ta kêu bằng lên ga bóp xe đạp bằng này nè. Đó. Ta lái gin nè, cần gin nè. Đầu bò chén kẹp lớn chống quấn cỏ nè, chắn cỏ gin. Rồi, bóp vú. Bật e. Lên ga. Hai. Giả hoang chưa? Mới đầu xăng nó chưa lên, nó còn ỏ à. Con này là nhà cô chú rồi, từ khúc sau nè. Nhà cô chú con trăm con đất chốt khúc sau này nè. Nghe cái tiếng này cô chú. Nó ỏ nè. Rồi công tắc nằm trên đây. Đó, bấm vô là tắt ha. Có trợ lực nghe cô chú, thẳng dây là chạy thôi. Có trợ lực ha. Máy lớn là thường thường có trợ lực hết à. U12. Giao lưu với cô chú giá 2 triệu. Nòng 34 ly. Magu Yanma. Rồi, kế tiếp là Mitsubishi 26cc nòng 34 ly ha. Đây, chế nè. Đó, Mitsubishi về ít có con nào được đẹp lắm nghe cô chú, trăm con là chỉ có đẹp một con thôi. Thường thường là nó trung bình vậy nè. Đó, nhưng mà con này là cũng siêu đẹp ha. Còn Kensaman. Đó, được tum gời luôn. Đó, đây, bô đây, sáng gực ha. Đó, cái tum nó tum bằng nhôm, nước sơn đó nè, mình đẩy tới đâu nó chốc tới đó nè. Tại vì bằng nhôm mà sơn nước sơn vô là nó ít có khi nào nó dính lắm hay cô chú. Nè, tay lái ghim nè, cần ghim nè. Đó, đầu bò chắn kẹp ghim chống quấn cỏ nè, xịn sò ha. Rồi. Bóp vú. Đó. Rồi. Bể vú cô chú ơi, bể vú rồi. Xịt sữa, ôi xịt xăng ta lưa rồi. Bể vú để giật thử chạy không nghe. Bà ke. Hai xuống, để giật hai ba cái mới được. Cái này bể vú là mình phải giật hai ba cái xăng nó mới lên. Để khi mà có vú thì mình bơm, còn không có vú thì mình đóng em mình giật là xăng nó lên. Đó. Bể vú chạy mình đâu. Rồi công tắc nằm dưới này nha. Đó, thường thường là cô chú thấy tum gời là giá 2,6 triệu đó. À, tum liền là 2,5 triệu, hay tum gời này 2,6 triệu, nhưng mà cái tum em thấy nó hơi chốc nước sơn, em giảm giá cho cô chú đó. Thường cô chú có theo dõi kênh em, ai có theo dõi là biết ha. U13 giao lưu với cô chú giá 2,3 triệu thôi. Bể vú với cái tum hơi chốc chốc em giảm cho cô chú 300,000 luôn á. Rồi U14 đó, đến từ thương hiệu Mitsubishi. Đó, lâu lâu mới có được con đẹp đẳng cấp Mitsubishi. À, chính hãng của Made in Japan dưới đây. À, lông lóc đàng hoàng ha. Lông lóc Made in Japan. Đây. À, số sơ ghi rồi còn đẹp ha, bô đẹp. Lâu lâu đựng con đẹp ha. Đây. Đây lái ghim nè, ga ghim nè. Đó, siêu đẹp.
đây đây 27cc ha. Đó, chống quấn cỏ xịn sò, chắn cỏ ghim. Rồi bóp vú, mấy con này là nhà cô chú mà muốn chiên phát cước là chơi con này nè. Bóp vú bà ke lên ga giật. Chào lần xe. Cô chú như nhớ pha xăng giống em vậy nè, pha làm sao mà nhớ khói nó ra bựng ra vậy đó, phớt vậy nè đó. Máy lớn nó chạy gà tì có khác thiệt, công tắc nằm đây nè đó. Công tắc bị dơ rồi cô chú ơi đó. Đó, mình đè mạnh đó, nó mới tắt ha. Đây cái này là khi đi là thợ em sẽ vệ sinh lại cho cô chú công tắc. U10 U14, con này quá đẹp, đúng giá nó là 2 triệu rưỡi ha. Đó 2 triệu rưỡi là cái đó là đúng giá nó đó, quá đẹp. Rồi kế tiếp là thương hiệu cũng là Mitsubishi, đó thương hiệu Ryobi Mitsubishi. Con này thì nó có lỗi điểm nè cô chú, anh chạy sao mà cái dàn áo của anh bị chảy cái này nè. Anh Nhật anh chạy sao không biết mà bô sáng gợt luôn nè. Nè TBE27 là nòng cũng 34 ly ha. À Mitsubishi, thương hiệu của Ryobi nè. Đây cái cần nó còn đóng chữ Mitsubishi đó. Đầu bò chắn kẹp chống quấn cỏ nè, chắn cỏ ghim. À, con này là ghim gì nè cô chú. À, con này có máy lớn mà có khoảng 4kg à. Mấy chú lớn tuổi mấy con nữ chốt con này nè. Nè, ga bóp xịn sò đây nè. Cắt trong vườn trái cây như đạn, siêu nhẹ. Bóp vú, có lỗi chỗ này em giảm giá cho cô chú. Bóp vú nè. Bóp ga nè. Ba ke, trợ lực luôn. À, cô chú nghe cái hơi nữa nè. Bằng nè. Rồi công tắc thì nằm trên đây. Đó. Cô chú muốn xài cái ga sao, muốn tay lái sao cứ nói em lên miễn phí cho nghe cô chú. Rồi. U15. Giao lưu với cô chú, con này em giảm giá, siêu giảm giá cho cô chú 1.9 triệu thôi. Mitsubishi 26 nòng 34 bị lỗi xíu em siêu giảm giá. Nói chung là ngày hôm nay là giảm giá con này ha, bị lỗi con này nè. Ngày hôm nay giảm giá duy nhất một em này, giá còn 1.9 triệu. Rồi cuối cùng là một con máy 4 thì dành cho mấy chú lớn tuổi với mấy cô nữ nè. Không biết cách pha xăng pha nhớt thì chốt em này. Em này thì cái tem nó về ông thợ em ông rửa làm lột cái lớp ngoài còn cái lớp trong không à. Đó Makita ha. Xăng riêng, nhớt riêng. Nhà bình xăng nè, bình nhớt nè, chạy lâu lâu thay nhớt lần dành cho mấy chú lớn tuổi hay quên cách pha xăng pha nhớt thì mua xăng xe máy về đổ vô chạy lâu lâu thay nhớt lần như xe máy vậy đó. Bô đẹp nè. Đó, tum nhôm đẹp nè. Makita chữ còn đẹp nè. Mấy ông thợ ông rửa sao mất tiêu cái tem ta. À, tay lái ghim nè, cần ghim nè, đầu bò chắn kẹp xịn nè, chắn cỏ ghim nè, ghim chăm chăm hay cô chú. Rồi bóp vú, bóp vú ba ke lên miếng ga, con này lên nhẹ khỏi lên ga cũng được nữa đó. Hạ e xuống nó chạy nó cái tiếng nó thì thầm con này cô chú, nó đã nè. Mấy chú lớn tuổi mê này lắm, nó chạy nó không có cái tiếng như mấy con kia nó ồn ha. Này tiếng đã cực kỳ thiệt. Quá dữ. Nòng 34 ly hay cô chú. Thương hiệu Makita. Rồi tắt. Đây. Nếu mà em quay mà em giấu cái chỗ này là cô chú không thấy nè, nhưng mà phải quay rõ cho cô chú. Đây. Khi mà container á,
chở á, nó sẽ bị chạy nè cô chú. Quay gần lại cho cô chú xem, nó bị chạy cái dàn áo nè. Như máy ở trên mà bằng sắt á, mà cái này bằng mũ, cái nó cọ như ở bển mà xe nó chạy về tới bên đây bị chạy nè. Đó, em sẽ giảm giá cho cô chú, đúng giá nó là 2.3 triệu, 2.4 triệu, 2.2 triệu, 2.3 triệu đó, nhưng mà để em giảm cho cô chú. Rồi, con Ư16 là con cuối cùng ha. Ư16 là con cuối cùng giao lưu với cô chú giá 1.9 triệu, siêu giảm giá. Rồi thì bên em có bán máy cưa luôn nghe cô chú, nãy giờ em quên giới thiệu máy cưa nữa. Đây, máy cưa nè. Cô chú có xài máy cưa thì ủng hộ em ha. Đó, máy là em máy bên em là chuyên máy Nhật, máy tiễn nha cô chú. Máy nhỏ cũng có 1 triệu mấy, cũng có 2 triệu mấy, 3 triệu mấy, có đủ hết ha. Đó, cô chú cứ alo em đi, kết bạn Zalo em lựa máy cưa cho cô chú. Máy đẹp đẹp không à. Máy đẹp đẹp, cực kỳ đẹp luôn á. Nè, ốc nè, cô chú thấy máy cưa, từ máy cưa tới mấy cái cỏ mà lựa ốc còn bảy màu nè, cực kỳ em á. Đó, chữ Nhật không à. Có con này giá có 1.9 triệu, 2 triệu nè cô chú. Chưa có coi giá là hình như 1.9 triệu, 2 triệu vậy. Máy còn bảy màu luôn, ốc còn bảy màu luôn. Rồi thì cuối clip em xin chân thành cảm ơn cô chú đã xem hết clip của em. Nhớ alo cho em là kẹt ơi lựa máy cho chú nha, nhớ vậy ha. Rồi thì cô chú nào có thích em thì nhớ cho em xin một like, một đăng ký kênh, nhớ chia sẻ clip giúp em nghe cô chú. Rồi xin chân thành cảm ơn, chào cô chú ha.